Các bạn thân mến, ngày hôm nay theo cái tinh thần của Love VinFast Vietnam Spirit, Andrew sẽ đến và pick up thêm một chiếc thứ tư nữa tại VinFast dealership của Huntington Beach. Ngày hôm nay mời các bạn cùng đồng hành với Andrew vô coi chiếc xe thứ tư là chiếc xe gì, màu ở ngoài là ngoại thất màu gì và nội thất màu gì nha, và cái hợp đồng của nó là bao nhiêu tiền một tháng. Chúng ta sẽ cho mọi người biết, vì các bạn biết tại lý do mà Andrew book mua 11 chiếc á, là con của mình nó cũng đang đợi hai chiếc xe điện nhỏ nè, rồi công ty mình cũng đang khám phá, mình chưa biết cái xe nó như thế nào, và đồng thời là bạn bè mình cũng bây giờ cũng đòi thêm hai chiếc nữa. Là cái con số mà mình book á, 11 chiếc lúc đầu á, ban đầu là dự tính là sẽ làm để mà cho xe mướn, nhưng mà các bạn biết á, dự định thì nó cũng là như thế, và tiếp tục để coi thử cái tiến trình như thế nào, vì xe VF9 cho tới bây giờ vẫn chưa có. Thì hôm nay là chiếc thứ tư mình đem theo cái check rồi. Đây là cái check để mà đóng tiền thuế thôi, tại không có deposit, chỉ có 2.500 tiền thuế, mà bữa trước mình đặt là 200 rồi, cho nên bữa nay chỉ đưa 2.300 thôi. Thì mình sẽ lấy chiếc thứ tư. Như ba chiếc đầu là mình đã lấy xong hết rồi đúng không, mà hai chiếc bị tai nạn total loss là hư hết rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy chiếc thứ tư. Rồi sắp tới sẽ có một chiếc VF9 khi vừa ra nữa, là chúng tôi sẽ ký hợp đồng lấy chiếc VF9 nữa. Thì bây giờ mời các bạn theo hành trình với Andrew vô. Chẳng lẽ phải có VinFast chờ mình ha. Hello. Đây, Andrew tới rồi. 3 giờ Andrew tới. Ai đón Andrew đây? Có ai đón không? Hello anh. Dạ, vô phòng luôn hả? Không, anh ngồi bên ngoài. Ngồi đây hả? Ok, vô đây. Đây là phòng chờ ha. Đây, phòng chờ của VinFast, rất là lịch sự không? Đây là khu phòng chờ. Tưởng ở đây là Thomas. Cà phê. Đây. Thomas. Yes. Hey, I'm Long. Long? Nice to meet you, Long. And your name? Thomas. Thomas. Nice to meet you. Hey, nice to meet you. I'm gonna grab the laptop. Thank you. Bạn ấy sẽ lấy cái máy laptop để mà tiến hành mình ký hợp đồng của bạn. How long is the process? Em làm bao lâu? Typically, delivery takes 30 minutes to an hour. 30 phút rồi hả? Sign the contract. Ủa cái này là cái gì nè? Anh có cái này nè. Yes, exactly. The OneSpan. You're gonna receive two emails. Hai email. From OneSpan. One is gonna be from the DMB, and the other one from US Bank. Vậy anh ký này ha. Review anh sign này ha. Yes, sir. Exactly. Hello em. Khỏe? Khỏe rè. Bữa nay hôm nay là lấy chiếc thứ tư rồi. Yeah. Đúng không? Xác định dùm cái. Đúng. Ok. Còn một coupon nhân kia viên nữa là 5 chiếc á, là chiếc đó anh để dành cho chiếc VF9 nha. Để VF9 của anh. Chứ không biết nó cancel chưa nữa. Không, anh không có cancel. Anh không cancel. Không, anh giữ lại cái đó cho VF9 mà. Tại bây giờ thật ra là không cần thiết phải giữ reservation nữa đúng không? Tại giờ nếu mà VF9 thì em có thể kiếm cái khác cho mình được. Em muốn lấy thì em kiếm thôi. Có mà. Bao giờ ra VF9 em? Trước tháng 12 là được. Trước tháng 12 thì đó. VF9 chờ bao giờ có lịch giao xe chưa? Chưa. Tháng 12 VF9 chưa có lịch giao xe. Mà thì lúc đó thì ok, bây giờ làm thủ tục trước đi. Con này là giờ anh phải ký qua email. Để anh chờ cái mật mã của chị nghe. You should have got two emails to VP Andrew Lay, yep. And then two emails to Premier Line at me. Yes. Cho anh cái code này. Ok các bạn, thì trong cái hồ sơ này á, là mình đã mua xong hết rồi, I'm done. Anh ký xong hết rồi đó. Cool. Thì all four are signed? All four. Ok, let me just confirm. Chỉ cần vài giây phút tích tắc trên
điện thoại thôi là các bạn có thể ký xong cái hợp đồng này. Ok. And so this is my consideration, offer, acceptance, consideration. Okay, okay, cashier's check. Yep. Got you, okay. Perfect, perfect. All good? We're all good. No, DMV cũng mới có một chữ ký thôi. Còn nữa hả? Oh, tưởng anh trả bằng thẻ. No, anh trả bằng tiền mặt. Cashier check mà là fun is already done. Yeah. Cái này anh thấy sao nó không có gì nữa hết. Cái đó là ký không hết rồi. Còn cái chữ ký, anh thấy cái DMV form nó có hai chữ ký. Mà anh ký. Một cái của anh và một cái của Premier Line. Đúng rồi, đúng rồi. Mới ký của anh thôi. Đúng rồi. Let me find out. Oh, ok, see it now. Tại vì anh giám đốc của công ty cho nên là anh phải ký luôn cả hai. Dạ, đúng rồi, để apply your business thì đâu phải apply your business mà apply cùng với business. Đúng rồi. Thì business, thì cái người mà co-sign hoặc là người guarantor. Guarantor phải là người được list ở trên cái business đúng rồi. License. Đúng rồi. Rồi, done. Xong. Các bạn mua xe dưới tên công ty á, thì các bạn ký hai lần. Một cái là cho công ty, một cái là cho cá nhân. Tại mình là personal guarantor, có nghĩa là người bảo đảm, người bảo chứng cho những cái chuyện mà thanh toán mỗi tháng. Thì Thịnh qua đây mình ngồi mình giải thích cho Thịnh cái contract nè. Cái đây là cái hợp đồng mình mới vừa ký xong ha. Đó, cái tên công ty của mình nè. Ok, Premier Line Group LLC ha. Xong là ngày hôm nay ha, cái xe này sau khi trừ giá hết nó còn 41.290. Ok, số mai của nó là 15 mai. Có nghĩa là mai này là chỉ là di chuyển thôi á, ra vô thôi á. Đây là văn phòng công ty mình nè. Đó, bây giờ là địa chỉ về công ty ha. Rồi, cái thứ hai á là cái hợp đồng nè, cái báo cái này là của DMV nè, đăng ký xe mới nè. Đúng không? Qua công ty là US Bank nè. Họ là cái người đã cho mình đứng, họ đứng ra tài chánh cho xe này. Cho nên sau khi làm cái xe này rồi á, thì US Bank làm chủ của xe này là bên phía ngân hàng. Còn mình á, là cái người làm chủ đăng ký xe để mà lái xe. Mỗi tháng mình trả tiền mướn cho ngân hàng. Sau khi mình ký cái deal này xong thì ngân hàng sẽ thanh toán một cái số tiền rất là lớn qua bên VinFast. Thì VinFast coi như được trả hoàn toàn cái tiền xe đó luôn. Rồi bây giờ là mình chỉ mỗi tháng mình chỉ trả cho thằng US Bank thôi. Ok. Thì mỗi tháng trong này hợp đồng anh đủ thấy là 308 đồng. Mà hôm nay cái deal của mình là rất là tốt luôn. Cho mẫu 2024 tại cuối năm rồi. Bán clearance cho nên là không có tiền down. Chỉ có tiền thuế thôi, 2.500. Và cộng thêm là 308 đồng một tháng. Để mà trong đó là có tiền trả tiền xe là 199 đồng một tháng. Cộng với tiền thuế và hình như là cái xe của mình là tại vì xe màu trắng mà nó có cái ghế xanh á, mình trả thêm chút tiền nữa. Và đây là cái hợp đồng mà mình muốn là 12.000 mai một năm, cho nên là trả 308 đồng một tháng. Ok, xong. Alright. Anh có nhận cái email của VinFast Concierge is here for you. Perfect, yep, that's what we're gonna do right now. We're gonna go outside. I'm gonna show you how to use every single function on the car. Do an inspection, roll walkthrough, roll out the VinFast blue carpet for you. Alright. Rồi giờ đi ra là bấm chuông đó các bạn. Ăn miếng kẹo cho nó sung sung chút coi. Làm cái kẹo VinFast này. Anh có cần bông hoa gì không? Bông hoa hả? Bông không? Bông hoa cho anh đó hả? Có cần bông không? Bông tha bỏ anh xe luôn. No. em có cái bô thai là giống như là cho mấy người mua xe mới hả? Anh không cần. Không cần anh. Bỗng bay luôn chứ. Rồi, ăn muối kẹo cho ngọt ngào. Ô, chìa khóa mới. Wow. Rất đẹp. Bắt tay mày, bắt tay giao chìa khóa nhé. Xe đây giao chìa khóa. Nguyên ơi Nguyên,
Tao chìa khóa cho ông. Đứng như bắt tay giao chìa khóa chứ. Bắt tay giao chìa khóa hả? Ừ. Đứng đây, đứng đây đâu? Đứng đây. Nè, chụp cái ảnh đi. Đây là chìa khóa mới nè các bạn. Chúc mừng em. Rất là đẹp. Em. Nó gọn, nó nhỏ hơn cái chìa khóa, mỏng hơn chìa khóa cũ và nó có màu kiểu màu xe. Đây, so sánh hai cái khóa này, khóa cũ này. Đây khác nhau, một trời một vực. Nó mỏng đẹp hơn nhiều, nó gọn gàng hơn. Trong này nó có cái gì chìa cứng nè mấy ngày. Chìa sắt này. À, để mở cửa khi trong mà trường hợp mà hết pin á, mở này ra có chìa cứng luôn. À, 2024. Ok, bây giờ theo em không? Yes, let's go. Ok. Đi lấy xe. Thì ra bạn ấy bàn giao xe. À. Màu quá đẹp luôn, trắng rất xanh. Ừ. À, cái gì đó là cái màu trắng cho nên cái xe màu trắng luôn hả? Đúng rồi, xe màu nào là chiều màu đấy. Ồ, oh, hay quá. Xe màu nào là chiều màu đó à? Ừ. Đỏ chia đỏ luôn à? Ừ. Xe đỏ chia đỏ. Bịt mắt lại. Cho mắt, cho mắt quá. Hồi hộp quá. Đâu rồi, xe đâu, xe đâu? À đây. Đây rồi, đây rồi. Để em dìu anh ra cái chỗ bà hai. Ngày bà tư rồi. Ôi bà tư. Ôi trời ơi. Gì cơ vậy? Đâu xe đâu? Mở được chưa? Bịt phải, mở mắt ra. Mở được mắt chưa? Đúng rồi. Không phải. Cái gì kỳ vậy? Không phải. À, đây. Ồ, tình yêu. Check it out, coi đá được không nha. Cái vô lăng nó khác cái gì? Ê. Ô, có cái hộp quà gì nữa đây? Cho luôn cảnh tụi mình sạc. Ừ. Cái này là... Tặng anh. Ừ. Này là quà tặng cho xe... Xe mới nè, là khuyến mãi nè. Wow, để coi, để coi. Bộ sạc hôm chạc ở nhà. Có gì mở không? Sạc nhanh bộ này 11kW đúng không? Hay là 9kW? Cái này hả? 12kW. 12 hả? Ừ. 12 đủ chơi rồi. Cái vô lăng cũ của Thịnh nó có tròn, nó có méo nhỉ? Cứ giống nhau thôi, không khác nhau cả. Giống nhau, giống nhau. 12 là đủ chơi rồi. Thôi, kiểm tra xe đã anh, bộ này về nhà rồi. Mình phải coi xin nó mét tròn sao chứ. Nhận xe không kiểm tra xe trước thì xem bộ sạc trước đã. Xe thì đương nhiên là có. Xe là phải đương nhiên có rồi. Các đồ quà tặng mới vui đúng không? À. Không phải xem. Đấy. Bộ sạc là xịn như thế nào? Bộ này xịn lắm. Ồ, bộ này xịn á? Ừ. À, ok. Bộ này thì ngon rồi. Ừ, bộ sạc đẹp đó. Bộ này ổn rồi. Bộ này gắn tường là ok luôn. Có màn hình hiển thị luôn nè. Mới cáo luôn. Cái em... này giống như vòi sen tắm vậy. Cái bộ nước nóng á. Này là tắm bằng điện. Woo. Bộ này á cắm luôn các bạn. Vừa là sự mà mau lên tường nè. Xong rồi có cái cục này á. Chạc xe xong á. Cài cắm lên đây, chứ không phải để là luôn nằm dưới đất phải không? Vâng. Là sự không? Có chỗ cài luôn. Rồi cho ông nằm đây đi. Bây giờ mình vô trong mình coi nội thất sao không? Đó, đẹp đó. Này có biển số luôn nè các bạn. Để biển số thêm một xíu là biển số rồi. Này là biển số của đằng trước. Nhưng mà nếu mình bây giờ mình đi lên đằng trước giúp em sẽ giải thích lý do tại sao. Ừ. Tại sao không lắp? Dạ đúng, tại sao không lắp thì nó là do tụi em lười. Mà thật ra là xe dòng xe mới à. Cái đời mới của mình á, cái pin của mình nó khá là rất là mới nha. À. Thì nó sẽ không có gắn cái base ở đây, nó có nó có để sẵn những cái lỗ rồi thì anh về anh có thể khoan vào tùy theo ý mình thôi. Có khách hàng thì họ thích thì họ để chấm như vậy này. Thế là nó in dấu rồi, nó in dấu rồi. Thì bây giờ á thì nếu anh thích á thì về anh khoan cái base vào, cái base thì tụi em để đằng sau. Nó nằm ở dưới cái trunk nè. À. Luật của Cali là có cần gắn biển hợp chất không anh luôn? Có. Luật là Cali mình phải chạy qua loss á, nó bị dính á. Đây. Đây. À. Rồi. Okay, có cái đế. Nó có cái base. Rồi. Anh muốn thì mình có thể gắn. Có những khách hàng họ thích, tao không thích cái base này. Tao muốn mua cái base của tao, thế là họ yêu cầu họ gỡ ra. Thì nó khá là xấu thì tụi em để sẵn luôn, khách muốn làm gì khách làm. Anh không nghĩ nó xấu đâu. Nó rất là có duyên, đẹp á. Đẹp từng cm. Ôi. Cái đường hoàn thiện này nó cực kỳ đẹp luôn nhá.
hình như cái model 24 này nó có vẻ là chuẩn chi hơn ha. Thôi cứ mỗi năm mua một con đi. Cứ mỗi năm mua một con là thấy đẹp chắc luôn. Càng ngày nó phải càng hoàn thiện chứ anh. Đúng không? Cho anh mở cái trưng lên trước đi. Anh để mở. Anh review xe mới của anh đi. Ừ. Xem là nó khác cái gì bản 23 với 24 không? Y chang nhau thôi, cũng thấy bình thường thôi, giống nhau hết. Cái đó nó hơi khác nha. Cái này hả? Cái đó hơi khác. Anh cái mở ra, anh mở ra bên trong. Ừ. Ở cái cũ á thì cái này nó sẽ nằm ở đây. À. Đúng không ạ? Còn cái này bây giờ nó thiết kế lại nhìn nó dán ở đây. Cái kia người ta không để ý. Cái vị trí dán nè, hướng dẫn đây đúng không? Tem. Hướng dẫn cái trạng thái của cái đèn cái này bình thường. Trạng thái của cái đèn đèn chỉ báo. Rồi hiểu. Rồi. Ok. Ý hình như cái này nó cũng mới hơn nè. Cái bản này nó bằng sắt nè. Đâu, nhựa mà sắt nhựa cái miếng này bằng sắt nhựa đấy nhựa hả à, nhựa còn nguyên vàng không thơm không thơm không thơm mùi mới không mùi mới em đã yêu cầu xưởng dịch vụ là chú ý kỹ tại vì xe của anh Andrew đặc biệt thế à, coi này các bạn cái này nó vẫn xem có cái chỉ ngộ ha rồi kỹ luôn không ôi chuẩn luôn anh ạ mấy ông thợ đang coi chỉ đúng thợ Việt Nam luôn đúng xe không có chạy nước đâu gặp không có nước đâu mấy không có nước đâu mà không phải không phải nước mà anh khổ anh quá không phải kích thủy đứng mạnh rồi nữa phải chưa mở lên lại phải mở lại rồi phải ấn mạnh xuống thả mạnh rồng rồi êm đời này nó làm hơi êm á không xem nội thất có gì khác không anh rồi vô nội thất đi em ngồi bên kia khác cái chìa khóa thôi ngó xe ổn quá ở ngoài ổn á à, ở ngoài ổn bên ngoài đây anh. Quá đẹp không một vết chày luôn các cái đường hoàn thiện của các cái mép rất là đẹp nha chứ mình đã từng nhận con Tesla rồi nó hở không. Kinh khủng luôn ok rồi ngày xưa mình mua năm 2020 mình mua một chiếc xe Tesla mới những cái đường mép chỗ này là không thể chấp nhận được luôn đấy cái mép giáp giữa border sốc với cái cản ấy cái bumper với lại cái phần sắt ấy. Xe đẹp à. Mới rồi coi vỏ làm sao xem vỏ đét bao nhiêu good year đàng hoàng phải không good year xem vỏ ra đét ngày mấy đét 22 à ok đét 22 đét mà đét 22 có nghĩa là xe này phải sản xuất trước chứ không lốp sản xuất trước thôi à. Cái vỏ sản xuất trước thôi à ấn điện nè đấy à. Xuống á tự động ấy nghe thấy đã không VF8 này các bạn. Mùi thơm nhỉ, mùi thơm. Các bạn biết tại sao Andrew vẫn thích VF8 không? Tại VF8 á, cái mùi của nó mở ra được mà nó có tấm chắn nắng nữa. Mà nó gọn nhẹ, nó dễ dàng hơn. Cho nên là con này mình về mình làm xong mình xin cái dây tem chạy carpool lane á. Được 5 năm. Đâu? 3 năm chứ. Vô, 2 vô. Đây là tặng vợ một bầu trời sao anh ạ. Đây. Panorama này. Wow. Ây, ghế xanh này. Ghế này là ghế màu cái màu này là ghế của em này. Màu này là màu nó thơm làm sao chứ. Bà xã mình bà thích nè. Đó, dậm một cái lên. Trong đó không đề máy, em cứ tưởng là xe này đề máy chứ. Đấy, bây giờ lên một cái xe này của nó động cơ. Phần mềm mới nhất rồi đúng không? Phần mềm mới nhất ạ. Wow. Phần mềm mới nhất. Tất cả mọi thứ đều giống nhau hết. Ok. Andrew. Rồi bây giờ mở hút. Bây giờ mở mình này. Link nha anh. Coi mở ra hết coi xe nè bầu trời sao đấy mở hết luôn này nó cập nhật cái phần nói tiếng Anh chưa hay là nó vẫn nói tiếng Việt nó vẫn nói tiếng Anh thôi à? Nó vẫn tiếng Anh Alexa thôi anh ao ra giúp em bây giờ mình link vào luôn ạ à. Mình link cả cao ao làm sao à, tắt ra ok rồi try admin bấm đây rồi anh nhập email anh vào email công ty hay là email cá nhân email tài khoản VinFast Andrew hả? Tài khoản VinFast anh tài khoản VinFast okay. VinFast không understand ạ nhập cái email vào này là kích hoạt xe mới giống kiểu mình kích hoạt qua iPhone đấy chưa ấn vào variable kìa chắc là chưa kích hoạt trên tổng đài rồi ông tổng đài ông ngồi sau đó bây giờ clean hả đẹp quá mới cáo các bạn đây này thông tin xe này đó
ôi ngửi thơm làm sao thơm mùi xe mới thơm 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 như vợ ôi ôi thơm như mùi xe của sơn của vợ này. Người ta nói là một năm chỉ tốn khoảng 1.500 tiền điện thôi các bạn, 1.500 tiền điện thôi đó. Nó là fuel economy là 1 kW đi được 46 mai. 1.500 tiền điện, nhưng mà như em đi chắc nó phải cỡ gấp 45 lần. Chiếc xe này tổng cộng nó là 54.000 các bạn. Đó, MSRP là 54.115. 54.000. Thế màu của nó là Brand Mini White, ở trong là Navy Blue. Đó. Cái bình biển này chứa được gần 88 kW. Thấy không? Này là hai motor trước sau. 402 HP. 457 torque và 402 sức ngựa. Airbag đầy đủ, camera, blind spot, màn hình. Trong ngoài 10 speaker, 10 cái phát loa, một cái subwoofer. Màn hình 15.6 inch. Đó, lớn. Trong xe có navigation, có 12 điểm để thay đổi tựa ghế của ghế tận của người ngồi. À, đấy là ghế chỉnh điện 12 hướng. À. Rồi đây là ghế bên người lái khách thì 10 hướng. Đó. À, 40-60 split folding, tức là hàng ghế sau gập 40-60, tức là nó chia làm hai phần. Một phần gập được nguyên cái tựa ghế, còn một phần gập được cả cái tựa ghế cộng với lại một nửa cái giữa ấy, cái phần tì tay ở giữa. Rồi có two zone, máy lạnh có hai zone, vùng, điều hòa hai vùng. Với ionization, cung cấp dưỡng khí ion. Có sạc chấm điện và có luôn cái latch của Isofix. Cái đấy là gì nhỉ, em chưa biết là. Isofix latch. Không biết. Là cái này nè. ISO nè. Lạnh nhỉ. Để mà bỏ đồ trong này, ISO. Với lại nó còn có sạc không dây nữa mà không thấy ghi gì đấy. Có sạc không dây đây, do mình để điều chỉnh ở đây thì nó để điện thoại vô đây, sạc không dây. Không dây này. Panoramic sunroof. Đó. Trong này là có sổ bảo hành này. Các bạn biết không? Cái xe này nó ra khỏi xưởng sản xuất á là nó tầm giá là 52.000 thôi, 53.000 thôi. Đó. Tại vì Andrew đặt cái này là base model là 52.000 nè. Nhưng mà tại vì mình thêm cái ghế màu biển cho nên mình phải thêm 990 đồng. Và có cái thằng cái thảm là 125 đồng. Và cộng thêm destination là cái thuyền chuyên chở đến là 1.200. Tiền này chắc tàu biển quá. Tiền tàu biển mỗi chiếc là phải trả 1.200. À, thành ra 54.000. Mà sau khi tiền chính phủ cho được 7.500 ha, tiền giảm thuế được 7.500 nha. Thuế đó là thuế môi trường á. Rồi xong á là luôn cả cái phần tiền bớt thêm là VinFirst mình coupon á được 3.000. Là bớt được 10.000 luôn á. Rồi thêm tiền này nọ nữa, bây giờ còn 41.000 à. Thấy không? Tức là bớt trực tiếp vào giá luôn, bớt trực tiếp vào giá luôn. Các bạn dưới là chặt thẳng vào giá. Trực tiếp vào giá luôn. Yeah. Đó. Cho nên mình phải coi cái bản hướng dẫn trước khi sử dụng nè. Đó, cái này là cái gì? VF8 Plus là cái VIN number của mình đây nè. RLL này là sản xuất từ Việt Nam nè các bạn. RLL này nè. Xe điện. Electric vehicle, xe điện, không? Rồi, bây giờ mình cất này vô không? Này là nước Mỹ nè. Nước Mỹ á là không hề có một cái đồ phạt nào trong xe này nha, 0% nha. Ở Việt Nam á là 55% nè, cái này mấy ông chưa biết nè, tôi giải thích cho mấy ông nè. Luôn ở đây luôn này. Việt Nam sản xuất là 55% của xe này nha. Trung Quốc sản xuất là 38% thôi nha mấy ông. Mấy ông được cái đó tầm 7 nha. Ok. Và cái xe này á là cuối cùng nó được tổng kết lại, đóng gói sắp xếp lại là ở Hải Phòng, Việt Nam. Thấy chưa? Country of origin là của Việt Nam. Và thậm chí là hộp số, những cái phụ tùng hộp số của Việt Nam luôn là do Việt Nam sản xuất nha mấy ông. Cho nên mấy ông nhìn những cái thông tin này, mấy ông nói cho nó rõ ràng. Đây này, hộp số và động cơ là Việt Nam này. À. Nó ghi rõ luôn này. Máy là Việt Nam. Hộp số là Việt Nam. Trung Quốc về phần nhựa thôi. Sắp tới mà nhà máy Vũng Áng đi vào hoạt động nữa là pin cũng Việt Nam. Bây giờ nó cũng ở Việt Nam. Cho nên là cái này, cái bảng này không có nói láo nói xạo với chính phủ Mỹ được. Kê bao nhiêu phần trăm là phải tính ra cho rõ ràng. Lỡ mà lạng quạng mai mốt là người ta kiện, là người ta dùng cái số này người ta kiện là misrepresentation, là gian lận.
Đó, chứ không phải là muốn nói gì là nói đâu, mấy ông tào lao trên mạng, mấy ông tào lao không à. Mấy ông ngon, mấy ông mua xe đi, mấy ông về mấy ông review. Mấy ông toàn là tướng số. Nói bô lao bô lêu. Anh Andrew có thể rồi, mở điện thoại ra mở cái app lên giúp em được không? À, mở A à, đúng rồi. Anh chưa activate app hả? À, mình vô đây, vô app nè các bạn. Mở điện thoại, vô app nè. Enter password phải không? Ở kho xe mình ở đây luôn hả em? Hay là ở trên San Fran đem xuống? Trên trên mình Coma đó, trên Coma đem xuống đó. Trên mình bắt đem xuống. Bữa nay mà các bạn không giao xe là phải thứ tư mới giao được, tại vì cuối tuần này Andrew có một cái hẹn gặp ông Trump. À, tổng thống Trump. Bữa mới gặp anh em, bữa mới gặp Biden xong. Anh á hả? Em. Em gặp Biden làm gì? Bắt tay xin xin tax credit. Đồ VinFast của anh, cái account nằm đâu mất tiêu rồi. Anh quên cái password vô VinFast rồi. BF8 A còng cái gì đấy? Ờ anh đổi, bữa anh đổi, anh mới đổi anh quên mất à. Im im đừng nói ai. Nói tao vô tao biết anh ở đâu sao. Ok. Chắc để về phải bán bớt cái coin bên cái mạng bên kia quá. Lấy tiền qua mua VF9. Đây 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 đây. Rồi thấy rồi. Ok. À, đăng nhập vào tài khoản VinFast ở trên app. Để kích hoạt xe lên. Rồi xong. Bắt buộc mày phải vô. Phải nghe lời tăng không? Rồi vô xong. Đây, à, giờ mấy ông coi nè. Xe tôi có mấy chiếc? 1, 2, 3 chiếc nữa. Cộng thiết kế đầu tiên nữa là 4 chiếc rồi đó. Chiếc này là chiếc đây nè. Rồi bây giờ anh link lại giúp em ạ. Rồi mà link nha. Vô luôn nè. Kinh khủng. Rồi được. Rồi xong. Nên chưa? À đấy, đây màu trắng hiện lên trong xe trên app này. Nó hiện ra rồi. Cái xe của em nó vẫn còn đây là nun này. Đúng không? Cái xe của cái xe mà cái xe của em nó vẫn còn trong app này. Cái xe này, cái xe xanh này nó vẫn còn đây nè. Nó nun nun nè. VF8 2339 nó cũng còn đây nè. Chiếc này thứ 8615 rồi hả? Kinh hoàng vậy. And continue. Rồi. Enter profile name. Enter tên đi. Enter trước đi. Cái này là mình sẽ đặt tên nó là Auto House. Ừ. Là tên công ty yêu dấu của mình á, mười mấy năm rồi đó. Rồi, rồi xong, ok. Pin. Chào mừng. Bây giờ pin là pin sao? Bây giờ mình muốn ấn set pin không cần set, skip đi. Đang quay phim người ta biết pin chạy vô á. Chạy vô hả? Ok. Link key fob ạ. Không cần đâu, đi sau đi. Skip cái này. Cái key anh đâu rồi? Key anh cầm mà. Anh đâu có cầm đâu. Có, anh cầm hai cái rồi. À, đây. Nhưng mà anh phải để một cái thôi. Để một cái vào trước. Em cái đúng không? Để làm cái này hướng dẫn cho mọi người luôn. Nó tính theo profile, ví dụ anh cầm một cái với anh cầm một cái khóa thì người nào lên thì nó sẽ nhận đúng cái rồi. Khóa đó để bây giờ nó, cái nó chỉnh ghế chỉnh cái lẻ loi này là để dành cái đẹp này cho bà xã mình đi không? Yeah. Rồi cái lẻ loi này bỏ dưới đây. Đâu chỗ này. Mình đây, anh phải mở cái này ra. Anh cho vào đây. À vậy. À. Khi mà anh cầm khóa này vào xe thì nó nhớ ghế và nhớ các thứ gương các thứ theo cái profile của anh. Okay. Phần chị Nga mà lên thì nó sẽ bây giờ mình phải chỉnh ghế lại đúng không? Vâng, theo cái chế độ của chị. Mình chỉnh ghế lại. Đó, anh cứ link trước đây nè, rồi mình cứ link sau. Ok. Cũng. Ok. Đóng lại đó. Khoan lấy coi. Đây. Đây đây đây. Đó, dạ, anh bấm link đi rồi. Rồi, mình link fob number 2 đúng không? Rồi, của anh là chị số 2. Bà xã phải luôn luôn là số 1. Bả mà số 2 thì không biết ai là số 1. Không ai dám nhận là số 1. Rồi, bây giờ anh có thể chỉnh ghế được rồi ạ. À, ok. Chỉnh ghế đúng không? Ghế chỉnh gương ạ. Chỉnh kiến nè. Ồ, đẹp quá. Còn cái gì nó mới nó cũng thơm. Mới cáo. Cái xe trước anh nhận là không được làm clip này đúng không? Đúng rồi. Cái này là tại hôm đó mới nhận cái bỡ ngỡ quá rồi vậy cuối cùng phải đi thôi. Rồi xong. Ghế là ok rồi đó. Gương ok rồi, steering wheel ok rồi phải không ạ? Vô lăng nữa, vị trí vô lăng nữa. Ủa bữa nay cái này được chỉnh vô trên vị trí vô lăng luôn hả? Lúc nào chỉnh được anh? Ồ vậy hả? Vâng.
xưa giờ vẫn chỉnh được vô lăng mà. Anh chưa bao giờ biết luôn. Chưa bao giờ biết luôn. Đi xe, đi xe Việt Pháp 5 thời rồi biết. Năm luôn mới biết luôn á. Heads up display one ok không ạ? Ờ, push, push in, bây giờ push in sao? Ấn nó ngang ngang, hai cái nút ngang ấy. Bên trái à? Bên trái phải đấy. Hết rồi ạ, nó hết rồi. À, giờ hết rồi đúng không? Dạ. Anh thích tay lái làm xe. Ok chưa? Rồi xong. Rồi, heads up display anh nhìn lên gương giúp em là ok không ạ? Cái vị trí của nó. Cái vị trí anh okay nhìn lên cái ờ à, thấy à nó hơi ok. Anh chỉnh fine, cái vị trí đấy, edit position này. Đấy, anh chỉnh. Tốt rồi. Up and down thôi nha anh, đừng có to left, right to left to. À. Ok, hay quá hả? Ô, chỉnh được luôn. Ừ, chỉnh được mà. Chỉnh được cái tốc độ luôn. Chưa giờ chưa biết luôn. À. Rồi, xong. Rồi, anh nếu mà mờ quá thì anh có thể nâng độ sáng nó lên. Đây, độ sáng nâng lên đi, đúng rồi. Cho hết cỡ đi. Rồi. À, tốt pin không? Không. Không tốt pin, ok. Rồi. Nâng độ sáng luôn, hết mức luôn. Hết rồi. Maximum. Rồi. Màu, okay. Màu sắc, anh thích màu xanh hay màu trắng? À, màu này là màu gì? Đấy, anh nhìn trên đấy. Đây, cái chữ. À, màu xanh hả? À. Hay màu trắng hay màu gì thì tùy anh. Màu nó đẹp á. À, đó, ok. Ừ. Rồi. À. Còn đèn nội thất anh chỉnh được nữa. Ừ, xong. Ừ. Đóng vào. Chỉnh đèn nội thất ở đâu ta? Đây này, trong này này. Ồ, cái màu xanh này có bà xã mình có lý nha. Màu xanh này hơi bị đẹp á. Ha. Nó nhiều chỗ chỉnh lắm anh. À. Ừ. Màu nâu thì nó thường quá. Giờ mình về đây mình mua thêm cái áo nữa lên là xong. Đây này, chỉnh cái đèn nội thất đấy. Đó. Ambient light kìa. Xuống bớt đi. Ambient light đúng không? À, anh chỉnh màu gì thì cũng được. Cho nó màu vàng. Xanh đỏ tím vàng nhấp nháy được mà. Nhấp nháy rồi cho nó màu vàng. Nó hiệu ứng luôn. Hay là cho nó màu xanh giống như bả đi. Bà xã mình có thích màu xanh lắm. Rồi cho xanh đi. Rồi ok, xong. Rồi, ok, good. Pin nữa thôi. Internet sao? Internet thì lên chưa? Phải đợi kích hoạt. Link một chút nữa để cho nó sync. Không sao, mình cứ xe đi về rồi kích hoạt sau. Kích hoạt sau cũng được ạ. Rồi. Rồi. Cái này để coi ra ngoài phần mềm review đâu? Review bên trái góc dưới kìa. Đây. Đấy, cái màn hình này, này tối hai vợ chồng dẫn nhau ra biển ngồi coi như là anh save lại mấy cái đó cũng được. À hả? Đó các bạn, cái này các bạn review này các bạn cũng coi phim được. Và có mạng đó, chưa có mạng đúng không? Yeah, chưa kích hoạt được cái data. Tiếng hồi coi phố xe review trong này được luôn. Được á. Mạnh luôn á. Sao? Bạn Thomas thấy làm sao? Quá tuyệt vời nha. Quá tuyệt vời không? Anh khóa nhất cái option này nè. Khi mà bật ghế lên á, bật qua đây là mát. Ồ, mát mông kinh. Cái bữa mà em đi trên cái băng lạnh ở Montana em phải tắt cái điều hòa đây, hôm đấy mà phải bật cả sấy vô lăng vẫn lẫn sấy ghế lên chứ. Tắt điều hòa để đi cho nó đủ pin về đến trạm máy đó. À, bật sấy ghế được không? Được. Bật sấy ghế nó bật không có sấy ghế và sấy vô lăng nó không tốn điện như bật cái hít. À. Ngồi lạnh, lạnh toát mông luôn. Trời ơi. Okay. Không, hôm bữa chiếc xe mà của anh bị đụng total loss á, về nó nhớ xe nha. Đi mấy xe khác nó không bằng xe này. Đi xe này nó thích lắm tại vì để vô một cái nó giọt đi vượt đã lắm. Nó quen cái giọt. Anh đang đi xe điện, anh quay xe đi xe xăng lên nó chán lắm. Ờ, cái xe nó làm sao á, thấy buồn dễ sợ. Cho nên là thôi thì mình đã yêu VinFast rồi, mình phải yêu cho tới hết luôn cuộc đời luôn. Ủng hộ thêm cái nữa và đợi VF9 ha, ủng hộ thêm đợi cái nữa. Đợi VF9 nữa ra cái ủng hộ tiếp. Mấy anh em mình ủng hộ cái VF9 nữa. Lập một đội toàn VinFast luôn. Ừ. Rồi trước khi mình chia tay cho em xin mấy cái chữ ký nữa nha anh. Rồi, cảm ơn. Rồi. Promise nothing. Rồi. Rồi, ở dưới nữa. Rồi, hết rồi ạ. Hết rồi, ok. Rồi, cảm ơn anh. Xong. Cảm ơn Nguyên nhiều lắm. Rồi, good luck anh. Dạ. Yeah. Good luck làm gì em? Dạ. Yeah. Good luck làm gì? Chúc anh thành công. Anh chúc anh. Chúc bẻ quá. Bẻ quá. Ê, cái này không đóng. Đây không đóng mà cái này nó vẫn đóng à? Không, nó tự động nó sẽ đẩy vô. Đây. À. Lần trước nha, anh nhận xe là có hướng dẫn sử dụng đầy đủ lắm đấy nhá. Đối với một người mà đã nhận 3 chiếc xe như ảnh này rồi mà em bây giờ hướng lại nó cũng chẳng. Có khi anh còn hướng dẫn lại à? Không bảo là anh hướng dẫn lại cho em á. Hướng dẫn lại em giúp cái. Ok anh dạ. Rồi cảm ơn Nguyên nhiều nha. Bye anh. Take care. Bye em. Rồi, thank you em. Bye. Bây giờ là chúng tôi chúng tôi để xe đây. Chúng tôi sẽ đi lên lầu để mà chúng tôi ngắm biển. Và chúng tôi cũng sẽ có một cái chai nước để mà suy nghĩ về nước Mỹ chút nhá. Bây giờ mình đi, anh sẽ mời mấy em đi
khao xe. Ok. Khao xe. Mình lên trên xe. Toàn Việt Nam gọi là rửa xe. Gọi là nóc nhà để mà mình đi enjoy cuộc sống chút nhá. Ok anh. Khoan bây giờ chờ anh chút, anh chạy xe ra, anh chở tụi em qua khách sạn Hilton Hotel để chúng ta cùng thưởng thức hương vị cuộc sống. Ok, giờ đi luôn à? Đi luôn. Cái xe kia đây hả? Xe kia có đi cùng không anh? À, không cần. Cứ để xe kia đây. Nhưng anh chở em lại để lấy xe sau. Ok. Rồi, lên đường. Let's go. Mình phải thực hiện cái cú gọi là đây là những lái xe ra những cái lăn bánh đầu tiên rồi. Đúng rồi. Những cái vòng lăn bánh đầu tiên của chiếc xe mới của anh Andrew. Đấy. Xe mới nào nó cả thế anh? Thơm cực. Biển này, thơm thơm rất là chill. Đồng hồ xem nào. Chuyển cái đồng hồ sang này. À, nó đồng hồ của nó là 13 mai nhá, không phải 15, 13 mai. Đấy. À, 13 mai. Ai nói các bác xe VinFast như thế nào, đối với tôi đó là một niềm tự hào dân tộc. 13 mai. Và là một cái sản phẩm của người Việt Nam trên toàn thế giới. Ít ai có thể làm được chuyện như mà như ông Vượng đã làm được. Cho nên là chúng ta phải cùng ủng hộ ông ấy để mà ông ấy có thể làm được những việc coi như là tốt hơn nữa cho hai tiếng Việt Nam yêu thương. Mặc dầu mình là người Mỹ gốc Việt rồi nhưng mà mình vẫn hướng về quê hương và vẫn ủng hộ những cái mà nó đem cái lợi thế cho người dân Việt Nam của mình. Đây. Chỗ cái công này. Ty này tạo ra được hàng bao nhiêu công ăn việc làm cho Việt Nam. Một cái nhà máy to thế. Ở đây nó sẽ có một cái nhà hàng nằm trên trên cao. Trước mặt này, trước mặt mình là biển này các bạn này. Đây là cái bãi biển này, cái biển này là biển Huntington Beach, là biển Thái Bình Dương đó. Đi thẳng về, cứ theo phía đi thẳng về hướng này là ra về Việt Nam. Ai mà tiết kiệm chi phí không muốn đi máy bay thì cứ đi tháng bay. Xong cứ chèo ra đây đi về. Đi thẳng cứ nhắm đầu. Có một ông bị trôi dạt trên Thái Bình Dương này hơn 400 ngày đấy anh. Có mỗi một cái thuyền này bắt cá ăn và sống qua ngày và hứng nước mưa. May là ông chưa làm mồi cho cá mập. 5 giờ. Quá giỏi. 414 tháng, 410 mấy ngày. Để cho ngồi trên cái tàu khó tồn tại như thế. Người Mexico. Ông ấy là lịch sử kỳ cựu của kỹ năng sống. Lịch sử kỳ cựu của kỹ năng sống. Bỏ ông Thomas lên đó thì chắc ông Thomas bây giờ là thành như là ngồi cá mập đấy nhá. Rồi, mời các bạn đi. Đây, đi trên lầu đó đó. Đó, nó sẽ có cái nhà của cái tòa này ạ. Chúng ta sẽ đi lên trên đó nhá. Ok, rồi, lên trên đấy mình quay tiếp nha. Chúng ta sẽ lên trên đó. Chào cả nhà. Hôm nay mình phải lên cái top bar này. Cái bar này các bạn cho cái tầm nhiều là 360 độ nhìn khắp biển luôn nè. Đó, các bạn nhìn đã chưa? Đó, mấy anh em mình nhận xe xong là bây giờ ra lên cái top bar ở trên tầng 9 ở cái chỗ này là một cái building. Rồi, ăn nhậu. Sau đó là mình đi lái xe về, xe đang đậu dưới đường kìa. Mấy quay thấy không? Có, đây này, xe đây này. Đó, màu trắng đó. Thì bây giờ mình mấy anh em ăn xong rồi mới đi về nha các bạn nhá. À, anh Andrew đang ngồi đây đợi order. Chắc là mình ngồi ngoài đi, ngồi ngoài chỗ này. Ngồi chỗ nó bên ngoài này cho nó mát. Rồi. Trời nắng rất là đẹp các bạn nhá. Nắng nhưng mà nó không bị nóng. Trời nắng nhưng mà không nóng anh nhỉ. Tuyệt vời ha. À, ngồi đây mình kêu một vài món mấy lon. Rồi ăn uống đi xong rồi mới đi về. Món ăn món nhắm chút xíu ha. Dạ. Yeah. Ok. Hi. May I get the menu please? Yeah, of course. Ở đây nó cũng có đồ hit nè. Giữ ấm cho cái nhà hàng này. What's special today? Our special, we have a Oktoberfest
Black Forest ham Kobe beef sliders. Uh-huh. And then we are Black Forest ham. Wow, look at that. Kobe beef nè. Yeah. Pretty good. Các bạn muốn ăn một phần này không? Bọc Kobe Fest special nè. Ok. Bọc Kobe ham. Yeah. Còn gì nữa để coi món gì nữa này? Bọc Kobe. Có spice beef, chief, có fries, chicken. Ồ, cái này nước uống. Rồi, mình kêu một vài món mình ấy ha. Ok. Đây, mấy anh em mình sau khi order xong là họ đã phục vụ và ăn nhẹ uống bia, làm ly bia và để ăn mừng anh Andrew có xe mới. Rồi, đây xe đây. Xe đang ở dưới đường nhá. Đây, xe này các bạn thấy chưa? Đây, màu trắng rồi. Đây là biển này. Bãi biển rất là đẹp. À, mấy anh em ăn xong rồi đi về. Đồ ăn rất là ngon. Cái này là bò Kobe đúng không anh? Ừ. Đúng. Hamburger bò Kobe. Rồi xin mời các bạn. À, chắc là chào khán giả luôn, chào các bạn khán giả luôn để anh em mình đi về nhá. Hello. Rồi, xin chào các bạn. Bye bye. Anh chào các bạn một cái. Xin chào cả nhà. Dạ.